đợt tiến công thứ hai bắt đầu vào ngày 30 tháng 3 và kéo dài đến giữa tháng 4. Mục tiêu của quân ta đánh chiếm các ngọn đồi phía đông và các cứ điểm phía tây sân bay Mường Thanh, siết chặt vòng vây, tạo thế trận cho tổng công kích. Phân khu trung tâm của địch vẫn còn 4 trung tâm đề kháng, gồm trên 30 cứ điểm liên kết chặt chẽ với nhau. Đây là giai đoạn khốc liệt nhất của chiến dịch, với những cuộc đối mặt khắp chiến trường, từ bắc xuống nam, từ tây qua đông, dưới mặt đất và trên bầu trời. Khi là trận đắp lá cà thành đường, lúc là đối thủ căng thẳng qua các chiến thắng. Khóa sắp bắn rồi, chuẩn bị yểm trợ cho đội bóng khóa.
Hơn ăn! Lưu đạn! Chạy mau! Thank you.
Xe tăng. Quay! Không sử dụng liền. Tôi ra xếp sao?